chỉ nhờ người ta để mà lo giùm nó, tôi biết ai để lo, biết ai để nhờ. Có cần là nếu như mà cuộc sống của gia đình anh Tâm với hàng xóm láng giềng cũng như họ hàng xung quanh ấy hiền lắm. Không, chưa khi nào chuyển lời tiếng nào. Gia đình nó con cái quan đứa nào cũng vậy. Nói chung là bên chồng chuyện ai cũng hiền hết. Coi như là ai cũng hiền. Trời sớm không biết lòng ai cũng thương. Hiền lắm, con nó quan đứa nào cũng vậy. Khi mà đám cháy xảy ra lúc 1 giờ thiếu thì đến khoảng mấy giờ thì cơ quan chức năng, tức là bên phòng cháy chữa cháy thì người ta tới thì chúng biết không? Coi như là điện chị xã chị là không có để biết bấm điện thoại để gọi ai. Dạ. Nhờ người ta la lên người ta gọi cứu hỏa tới. Dạ. Lúc đó ra đình thì quả hết nửa tiếng nữa. Và tới đây là chỉ còn khói với lửa lăn tăn nữa nên nào. Nhìn bức tường mà cháy đen kia biết là đám cháy rất là lớn. Bốn chiếc xe đang đi, một chiếc hư để nó làm kỷ niệm của ông già, bà già để lại. Năm chiếc cháy luôn hết luôn. Năm chiếc là điện thờ để mình gắp. Đúng rồi, ông nằm ngoài. Giờ nắng không ra ngoài nào vậy? Dạ. Mà tội nghiệp nhất là có một bé 2 tháng tuổi đó chú. Hả? Bé mới nhỏ 2 tháng đó, tội. Mà chú ở đây là chú thấy xe chạy vô, xe cứu hỏa rồi. Cứu hỏa ra nè, đây gần ai vừa đó. À là chú đó là chú gần thức rồi đó hả? Chú còn bán mà. À lúc đó còn bán luôn. Bán rồi. Trời ơi. À là cháy nhà. Với lại có cái đèn cảnh báo đi ngang qua nó kêu thấy xe cứu hỏa đồ đó. Dạ. Cháy nhà cho. Tội nghiệp quá chú ha. Hôm qua con công an cùng giữ ở dưới mà. Dạ đúng rồi, dạ. Giữ hiện nguyên hiện trường nó rõ ràng nó giữ. Hình như nghe cái ông đông lập cửa đi nghe từ gì đó, giữ gì đó. À thôi. Đó, à đó. Dạ nếu có cầm nó sống tốt và chỉ không để được cái gì dạ thông tin của ông á. Dạ đúng rồi mà con nghĩ giờ bây giờ cũng chưa biết là ngõ là dạ đúng của mấy người ở đâu chưa biết. Dạ chưa ông không tỉnh nha. Dạ ông bị nặng lắm. Dạ bị nặng lắm nặng ra chắc là ông vô chứ không đặt cửa ông vô. Dạ là lúc đó là người đứng ở ngoài cũng bị phỏng nữa. Ông bị phỏng. Chú thấy mấy cái xe mà chở ngang mà xe cứ thấy chở ngang mà còn cái sườn không? Là con người của mình mà trong đó thì nó như thế nào? Đau đớn biết bao nhiêu nói. Dạ. Gia đình mà mất một người là đã đủ đau thương rồi mà này mất. Dạ. Nhìn cái cảnh mà 6 cái quan tài để thấy thương ghê. Ngày xưa giờ là chú chưa từng nghe cái vụ nào mà chết như gì đúng không chú? 6 người. Dạ. Mà chú ở đây là tính ra là kế bên luôn. Chạy qua đây là tới rồi, tới cầu rồi. Dạ. Con không có ai con nhà đâu. Dạ.
Dạ. Lên ăn hủ tiếu còn kể chứ đâu. Dạ, là những người khách đã đến đây ăn hủ tiếu rồi. Công an ở đâu có cho vô đâu, bằng vi đâu mà biết được. Dạ, con thấy người ta đứng trên cầu nhìn xuống chứ không có cho vô đâu. Đâu, biết đâu. Không tỏ nguyên khu đó. Chắc nghĩ là không có đăng nhân này ra ông chạy hồn đó, ông đi về mai táng. Dạ, mai táng ngay chạy hòm luôn. Theo con được biết là mang làm từ thiện luôn cho hòm. À là chú cũng biết đâu đó, con nghe người dân chia sẻ trên mạng á là ông đó cũng tốt lắm, làm từ thiện không à? Làm từ thiện nhiều lắm. Dạ. Nhiều người họ nghèo là ông cho hòm cho đùa. Dạ. Gia đình mà nghèo là ông cho hòm nè. Dạ. Ông mai táng không lấy tiền nè. Dạ. Con ngày không lấy tiền, ví dụ như 50 triệu ông lấy 10 triệu 15 triệu đâu. Dạ. Ông làm từ thiện nhiều lắm. Dạ. Ông chết rồi. Ông mới tiền lại cho con ông á. À là cái chủ đó chết rồi. Ông già chết rồi, ông lớn tuổi, ông cha nó chết rồi. Ờ. Còn con là chắc ông trời ơi, ông hủ lắm, chắc con sống rồi. Mà giờ sống mà gia đình mà mất hết là còn có mình không là đau. Đau khổ. Ừ, đau khổ. Sống, sống cũng nhiều chết không, vậy. Chứ mà cũng chắc ông sống để công an người ta điều tra có ví dụ như thế nào. Như thế nào mà chạy ra quả quả. Ê, có ai gắt, có ai dạ. Làm gì không? Có khi ổng làm nghề người ta cạnh tranh rồi gì không? Dạ. Ai đâu biết được, nói vậy chứ ở đời ai biết được. Dạ, thôi bởi vì công an mới làm gắt điều tra. Làm gắt rồi. Là chết một người ở đây thì 6 người công an nó phải làm việc mạnh chứ. Dạ. Để gái chứ đâu. Dạ. Chú nghe được cái thông tin này chú cũng hết hồn đúng không? Hết hồn. Chết mà tới 6 người trong cái đám cháy luôn. Chết cháy rồi, rất là đau đớn rồi chú ạ. Người ta họ đi ngay cái người ta bỏ trong một phiếu rất nhiều tiền lắm. Dạ. Người ta thấy đau khổ người ta cũng bỏ. Dạ. Bỏ. Giờ nhiều mạnh thường quân, người tốt nhiều lắm. Người ta thấy khổ là người ta giúp rồi chú. Dạ. Còn cho đừng tăng nhân người ta. Dạ. Chân. Bây giờ mà nếu mà nhà cháy rồi cũng đâu có đem hòm về được. Đâu gì rồi. Rồi tới 6 cái hòm chỗ đâu mà để chỗ hết. Ổng lo hết. Dạ, tội nghiệp ghê. Cái đó đi ổng lo nó rồi. Báo chí được lên đông đó. Dạ, báo chí quá trời luôn. Mà ổng đã được làm từ chi nhiều lắm ổng không? Dạ. Khu gần sớm sớm địa phương là ổng đây. Thì đầu nó bà đây, ổng đây mắc thành là là trước mà ai còn tiền thuốc chữa rồi đó. Dạ. Hộ nghèo quá. Dạ. Lo người rồi không sáng. Dạ. Vậy là ông mất lâu rồi chú? Mất lâu chưa chú? Ông mất còn cả năm rồi đó. Cả năm rồi. Giờ con là. Con ổng dạ. Làm từ đầu vừa với ổng đó. Dạ. 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 Dạ.